Bài toán thể lực luôn là một trong những bài toán khó của bóng đá Việt Nam. Yếu tố về kỹ thuật, sự khôn ngoan và nhanh nhẹn luôn là điểm cộng với những đời cầu thủ trước. Tuy nhiên điểm yếu cố hữu vẫn là yếu tố thể lực, cùng với độ càng lướt trong những trận cầu với những đối thủ có thể hình vượt trội. Tuy nhiên trong những năm gần đây, đội tuyển quốc gia nói chung và những lứa cầu thủ trẻ đã cho thấy những điểm tích cực liên quan đến yếu tố thể lực. Trong nhiều trận đấu của các cầu thủ Việt Nam, chúng ta đều thấy các cầu thủ đều chơi với một nền tảng thể lực vô cùng sung mãn và ít có dấu hiệu bị xuống sức. Dù là chơi suốt 90 phút hay 120 phút thì các cầu thủ vẫn thi đấu với vẻ ngoài không lấy gì làm mệt mỏi. Vậy thì nguyên nhân nào khiến cho những cầu thủ Việt Nam trong những năm gần đây có một sự đột phá về thể lực mạnh mẽ đến như vậy? Sở hữu những vị huấn luyện viên có tâm về rèn luyện thể lực. Nhắc đến vị huấn luyện viên giàu tâm huyết nhất về vấn đề thể lực của đội tuyển, không ai khác, đó chính là Toshiya Miura. Trong khoảng thời gian huấn luyện viên người Nhật Bản làm việc ở đây, tuy không thể thành công cùng với đội tuyển, nhưng dấu ấn đậm nét nhất chính là việc Miura đã để lại cho các cầu thủ Việt Nam một nền tảng thể lực vô cùng tuyệt vời nhờ những phương pháp huấn luyện vô cùng khắt khe. Hẳn chúng ta vẫn chưa thể quên hình ảnh một đội tuyển U19 của những Văn Toàn, Câu Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh thường chơi rất hay và rất bốc trong khoảng 60 phút đầu tiên ở gần như tất cả các trận đấu trong năm 2014, nhưng cứ đến 30 phút cuối là xịt. Tuy nhiên, nhờ có những bài tập rèn thể lực của Toshiya Miura mà giờ đây thể lực đã trở thành nền tảng cho cả đội tuyển. Tập nặng, đó là điều mà phần lớn các học trò của Miura chia sẻ với truyền thông. Thậm chí có ý kiến cho rằng chính vì những bài tập quá nặng của huấn luyện viên người Nhật mà các cầu thủ đã gặp phải chấn thương. Nhưng theo giải thích của Miura thì ông đã tìm hiểu kỹ sức chịu đựng và sức bền của các cầu thủ Việt Nam, và những bài tập của ông là vừa sức chứ không hề nặng, càng không phải là lý do dẫn đến hàng loạt những chấn thương. Theo ông, những bài tập chạy và di chuyển với cường độ cao mà ông áp dụng trong những buổi tập sẽ giúp các cầu thủ có được sự cải thiện đáng kể về thể lực, và chỉ khi nào cải thiện được điều này thì họ mới có thể tự tin chơi bóng trước những đối phương giàu thể lực. Nếu nói Miura là người khởi đầu cho những phương pháp đào tạo khắc nghiệt về thể lực cho cầu thủ thì Paul Hauser cũng là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này. Kể từ khi nắm các đội tuyển Việt Nam, các bài tập mà ông Park yêu cầu những trợ lý đưa ra cho các học trò trong vòng 120 phút được chia làm hai nhóm. Trong 60 phút đầu là tập thả lỏng, căng cơ. Sau đó, trong một tiếng còn lại, cường độ tập luyện được đẩy lên cao độ. Paul Hauser đưa những bài tập mô phỏng tình huống trong thi đấu vào sân tập. Mỗi động tác tập chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn, buộc các cầu thủ phải sử dụng tối đa sức lực của mình. Đáng chú ý, quãng nghỉ giữa những bài tập này rất ngắn, chỉ khoảng 1 đến 2 giây. Cầu thủ buộc phải tính toán phân phối sức lực. Theo giải thích từ chuyên gia, thì đó là cách tập sức bền, tốc độ. Càng tập nhiều, sự phân phối sức trong từng tình huống của các cầu thủ sẽ càng hợp lý hơn. Đó cũng là điểm khác biệt trong phương pháp tập luyện của ông Park. Ngoài ra, trong nhiều buổi tập thể lực, các cầu thủ sẽ thay phiên nhau sắm vai người kéo sợi dây cao su để tạo sức cản cho đồng đội mình tập bứt tốc với sức ý nhất định. Sau khi thoát khỏi sức ý ban đầu, các cầu thủ tiến hành bật nhảy để rèn khả năng chơi bóng bổng. Đây là bài tập giúp toàn đội quen với sự theo kèm của đối phương có thể hình thể lực vượt trội hơn. Sau bài tập với sợi dây cao su đàn hồi, các cầu thủ chuyển tới khu vực có bố trí sẵn như chiếc tạ đặt bằng kim loại. Theo đó, mỗi cầu thủ sẽ phải nâng khoảng 10 lần để tăng cường cơ bắp và sức tỳ đè. Thể lực vốn là điểm yếu của các cầu thủ Việt Nam mỗi khi thi đấu quốc tế. Bởi vậy, Paul Hauser và các cộng sự đã chú trọng nâng cao nền tảng này cho các cầu thủ trước khi lên đường sang Trung Quốc. Còn nhớ, trong các thời gian các cầu thủ được câu lạc bộ cho tạm nghỉ, thực hiện giãn cách xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự lo ngại về thể lực và phong độ các cầu thủ sẽ đi xuống. Chính vì vậy mà huấn luyện viên Park đã quyết định đăng tải video trên mạng xã hội để nhắc nhở cầu thủ phải thường xuyên tập luyện, tránh đánh mất mình ở giai đoạn đóng băng bóng đá. Sau đó, trợ lý thể lực của ông Park là Sung Yoon đã làm mẫu 5 bài tập giúp các cầu thủ có thể đốt từ 2.000 đến 3.000 calo mỗi ngày. Chế độ dinh dưỡng hợp lý. Nếu thử nhìn sang người bạn hàng xóm Thái Lan thì phải nhìn nhận một thực tế rằng các cầu thủ Việt Nam đang bị người Thái vượt mặt về thể chất. Ở Thái Lan, tiêu chuẩn về dinh dưỡng cho các cầu thủ là vô cùng nghiêm ngặt. Chính bước đi vô cùng chuyên nghiệp này mà nhiều cầu thủ Thái Lan phát triển rất nhanh về thể trạng. Tuy cùng là những nước nông nghiệp như nhau, nhưng Thái Lan đã nhìn rõ được vấn đề để có nhiều bước tiến đầu tư rất sớm về khâu dinh dưỡng cho từng lứa cầu thủ của họ. Chính vì lẽ đó mà trong những năm gần đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã thực hiện rất nhiều sự thay đổi liên quan đến chế độ dinh dưỡng. Cụ thể, mỗi ngày các cầu thủ được đảm bảo uống 1.000 ml sữa được khuyến nghị trong chế độ dinh dưỡng nhằm cung cấp đủ dinh dưỡng và năng lượng đáp ứng nhu cầu tập luyện và thi đấu cường độ cao của các cầu thủ trong mọi điều kiện thời tiết. Từ năm 2017, các đội trẻ của đội tuyển Việt Nam đã được xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp với mục tiêu xây dựng nền tảng vững chắc để nâng cao thể lực.
Năng lượng cần thiết mỗi ngày cho các vận động viên bóng đá chuyên nghiệp ở nhóm tuổi từ 17 trở lên là 4.000 đến 4.500 calo tùy thời gian tập luyện. Vì vậy, nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày đến từ 5 nhóm thực phẩm gồm chất đạm, chất béo, chất bột đường, rau củ và sữa, các sản phẩm từ sữa, tương đương 1.000ml sữa mỗi ngày. Theo đó, mỗi ngày cầu thủ trong nhóm tuổi từ 12 đến 16 cứ nạp đủ 3.000 đến 3.500 calo. Cũng từ 5 nhóm thực phẩm trên, đặc biệt vẫn đảm bảo uống đủ 1.000ml sữa khuyến nghị mỗi ngày. Vai trò của các lò đào tạo trẻ. Không thể phủ nhận một thực tế rằng nền tảng thể lực tốt ở hầu hết các cầu thủ đội tuyển Việt Nam hiện tại xuất phát một phần là vì họ được huấn luyện và đào tạo bài bản từ khi còn nhỏ tuổi tại các lò. Chính lối sinh hoạt kỷ luật theo nề nếp, ăn uống đúng giờ đúng giấc và xây dựng thể khóa biểu lành mạnh mà các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ xây dựng đã khiến cho cầu thủ có sức khỏe tốt hơn. Với việc đã quen sống theo nề nếp kỷ cương đã được định hình từ khi còn rất trẻ, nên việc các cầu thủ vướng vào những tệ nạn bên ngoài sân cỏ là chuyện hiếm xảy ra. Thay vào đó, họ vẫn luôn giữ được thái độ tập luyện chuyên nghiệp khi chơi ở câu lạc bộ hay lên tuyển, kéo theo thể lực cũng được nâng cao rõ rệt. Nên nhớ, mô hình đào tạo cầu thủ trẻ chỉ mới xuất hiện ở Việt Nam trong 10 năm trở lại đây, và cho đến hiện tại, cách làm này đã và đang mang lại những trái ngọt. Thi đấu ở nhiều giải đấu lớn, gặp các đối thủ lớn. Một điểm mà chúng ta cần phải nhắc đến đó là việc lứa cầu thủ hiện tại có cơ hội bơi ra biển lớn nhiều hơn so với thế hệ đàn anh. Những lứa thế hệ cầu thủ đi trước thường chỉ quanh đi quẩn lại ở các giải đấu trong khu vực như SEA Games, Tiger Cup. Nhưng với các cầu thủ hiện tại, không những chơi hay ở các giải đấu cấp độ khu vực mà còn khẳng định tên tuổi của mình qua các giải đấu lớn cấp châu lục và thế giới, tiêu biểu như U20 World Cup, Asian Cup, ASEAN. Chính việc được thi đấu với những đội bóng có trình độ cao hơn, nền tảng thể lực tốt hơn và trong một môi trường có sức cạnh tranh khắc nghiệt thì lẽ đương nhiên thể lực từ đó của các cầu thủ cũng được nâng cao đáng kể. Tiêu biểu có thể kể đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Dù phải gặp những đội tuyển hàng đầu châu Á, Việt Nam có thể thua về kỹ thuật, thua về trình độ hay yếu kém hơn về chiến thuật, nhưng tuyệt nhiên vấn đề thể lực đã không còn là điểm yếu của chúng ta. Trải qua 6 trận đấu, Việt Nam đều thi đấu hết 90 phút vô cùng sòng phẳng với đối phương. Trong nhiều trận đấu có thời điểm Việt Nam bị đối phương dẫn bàn và sau đó chúng ta cũng có thể chơi tấn công ở những phút cuối để tìm kiếm bàn thắng. Ngoài ra, việc thi đấu với một tinh thần quyết chiến quyết thắng, không ngại đối thủ mạnh của những chiến binh sao vàng cũng là một phần nguyên nhân khiến cho các cầu thủ tự tin hơn trong các trận đấu. Từ đó, tính sông sáo cũng như sự quyết tâm thi đấu đến những giây phút cuối cùng luôn được đề cao. Nhìn những bước chạy của các cầu thủ, chúng ta luôn thấy được một ngọn lửa đam mê cùng tinh thần vượt qua tất cả để mang lại cảm xúc cho người hâm mộ. Mọi mệt mỏi khi thi đấu cũng từ đó mà xua tan đi phần nào. Sự quan tâm từ liên đoàn. Ngoài các yếu tố nêu trên, sự quan tâm của VFF cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Trong nhiều năm, VFF luôn chủ động tìm kiếm và mời về rất nhiều chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ chăm sóc cùng các huấn luyện viên thể lực hàng đầu thế giới. Tháng 8 vừa qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chủ động đàm phán và ký hợp đồng với huấn luyện viên thể lực nổi tiếng Cedric Roger. Chuyên gia người Pháp có kinh nghiệm trên 20 năm, từng làm việc tại 9 quốc gia khác nhau và 3 liên đoàn châu lục. Ông có bằng A huấn luyện viên được cấp bởi UEFA, bằng thạc sĩ chuyên ngành thể chất và quản lý đội. Với sự đầu tư kỹ càng như thế thì VFF đã gửi đến một thông điệp rất rõ ràng rằng để nâng tầm bóng đá Việt Nam thì liên đoàn sẽ làm hết trách nhiệm của mình để đáp ứng mọi yêu cầu cho sự phát triển bền vững. Vấn đề về thể lực cho cầu thủ nước nhà từ lâu đã được định hình và được xem như quyết sách trong cách làm bóng đá. Hy vọng với những gì chúng ta đã và đang thực hiện, tin chắc rằng bóng đá Việt Nam trong tương lai sẽ tiếp tục trình làng ra nhiều thế hệ cầu thủ có nền tảng thể lực tốt. Bởi vì chỉ khi có thể lực cùng với thể hình tốt thì chúng ta mới mơ có ngày được vươn xa ở đấu trường châu lục và đến với tầm vẻ World Cup.